Tin nóng diễn biến ngày 19 tháng 7. Dương Tử thua Giác Tùng Vận ở ảnh mới. Hiểu Đồng tái xuất hậu lùm xùm. Weibo ngày hôm nay là loạt hình ảnh mới của dàn sao tham gia livestream quảng bá nhãn hàng như Dương Tử, Đàm Tùng Vận. Bên cạnh đó, ảnh nick từ các bộ phim đang quay, một vài tin tức từ hai bộ phim sắp và đã lên sóng cũng thú vị không kém. Hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé. Dương Tử, Đàm Tùng Vận đọ sắc trẻ trung trên livestream. Vương Tuấn Khải công bố đại ngôn mới. Chiều tối qua, cộng đồng mạng được fan bận rộn khi phải đu livestream của dàn sao nổi bật nhất của hai nàng tiểu hoa 9X Dương Tử và Đàm Tùng Vận. Hình ảnh của cả hai nhanh chóng được bàn tán sôi nổi, với Dương Tử nữ diễn viên idol với phong cách trưởng thành và thanh lịch. Nhan sắc được ảnh livestream khá ổn, nhưng ảnh hậu trường lại có vấn đề lớn với gương mặt thô, đơ và trông hơi già. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại làm cộng đồng mạng choáng ngợp bởi nét đẹp trẻ trung không tuổi của cô nàng. Nên đồ đời nữ tính, làm tóc điệu đà, Đàm Tùng Vận mang đến cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu. Coi loạt ảnh chụp màn hình của Tùng Vận mà chúng tôi không nghĩ cô đã ngoài 30. Cứ thế này bảo sao fan không say mê nhan sắc của cô nàng cho được. Cũng làm dân tình đứng ngồi không yên bởi nhan sắc trẻ trung bất chấp tuổi tác, đó là Tần Nam. Nữ diễn viên đã tung ra bộ ảnh mới mừng sinh nhật tuổi 43 của mình. Nhìn cô trẻ đẹp tươi tắn trong bộ ảnh với màu sắc trong veo thế này thì ai bảo đã mấp mẻ U50 rồi cơ chứ. Loạt hình ảnh thú vị của ngày hôm nay còn có màn chung khung hình của Giang Sơ Ảnh và Cổ Nực Na Chat. Cả hai khoe nhan sắc xinh đẹp trong những tấm ảnh chụp chung không chuẩn bị trước. Với style đơn giản, Giang Sơ Ảnh và Na Chat vẫn giữ được vẻ ngoài hoàn hảo của mình. Tất nhiên nếu so sánh, chúng tôi vẫn nghiêng về nhan sắc của mỹ nữ Tần Cường hơn nhé. Hình ảnh có chút ra màu của hôm nay thuộc về Vương Tuấn Khải. Nam idol mới đây đã công bố đại ngôn mới, trở thành người đại diện toàn dòng cho một thương hiệu đồng hồ nổi tiếng. Đang nói là tin vui này, đến đúng lúc em út cùng nhóm của anh chàng gặp lùm xùm. Fan hai bên trước đó đã căng thẳng, nay còn vì vụ này tiếp tục không vui và cả khịa lẫn nhau. Quan Hiểu Đồng tái xuất hậu lùm xùm, Trầm Vũn Hưng phai tính nhảy dù. Loạt ảnh nick từ phim trường hôm nay khá nhiều, đầu tiên là hình ảnh của Bạch Lộc trên phim trường Ninh An Như Mộng. Nữ diễn viên diện đồ cổ trang màu xanh, ảnh khá mờ nên vẫn chưa thể biết nhan sắc ra sao. Có điều trước đó đã có không ít bình luận cho rằng Bạch Lộc kém sắc hơn hẳn nữ phụ. Bộ phim Liên Hoan Lâu đang quay không ngừng tiết lộ ảnh từ phim trường. Mới nhất hình ảnh của Thành Nghị, lần này không còn chỉn chu sạch đẹp như trước bởi anh chàng lại ngập trong siro, có vẻ vừa quay xong một cảnh khá bi thương. Cũng là phim của Thành Nghị nhưng đây là Trầm Vũn Hưng phai, không phải ảnh nick mà một vài tin tức mới từ bộ phim này. Chúng tôi thấy khá lạ là phim chẳng thèm tung trailer nhưng suốt ngày bị lộ ra video mờ ảo từ phim dù chưa chiếu. Mặt khác, một vài blogger tiết lộ rằng phía Trầm Vũn Hưng phai đã set nick cho bài đăng công bố ngày phát sóng. Thế nhưng cho đến hết tối ngày 18 tháng 7 vẫn chẳng thấy đâu. Mặt khác, một số đồn đoán còn cho rằng phim sẽ bất ngờ nhảy dù, tức là lên sóng không báo trước. Hình ảnh cuối cùng của hôm nay từ show Minh Thám Thám Án 2. Angelina Baby vẫn luôn là nữ khách mời gây chú ý và hút mắt nhất. Nhan sắc của cô phải gọi cực phẩm, dù là tạo hình nào cũng cân được, thậm chí chiếm spotlight của những khách mời khác rồi. Tuy nhiên lần này, Angelina Baby dù đẹp cỡ nào cũng không bằng màn tái xuất của Quan Hiểu Đồng. Bạn gái Lộc Hào đã xuất hiện tại show Minh Thám Thám Án với vẻ ngoài xinh xắn đáo để. Dường như nữ diễn viên không hề bị ảnh hưởng bởi lùm xùm vừa qua, vẫn đi quay show, vẫn tươi tắn xuất hiện trước ống kính. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.